Kính thưa quý khán giả, vào chiều hôm qua thì đa số các hãng truyền thông đều loan tin là ông dân biểu hiện nay, đương kim dân biểu ở New York, George Santos đã bị chính thức công tố viên liên bang ở New York truy tố. Thế nhưng đó là chuyện họ đưa ra về truy tố, rồi cái chi tiết thì đến sáng ngày hôm nay họ mới cho biết được bao gồm 13 tội danh trong đó bao gồm những cái tội đại loại như thế này thôi, rất 13 tội gồm à, nói dối bịa đặt về những câu chuyện liên quan đến cuộc đời của mình. À, tội biển thủ tiền từ chiến dịch tranh cử, tội nói dối trước quốc hội về lợi tức cá nhân, gian lận trợ cấp thất nghiệp không xứng đáng. Thì đó là những cái tội nặng trong số 13 tội danh này cáo buộc rằng. Và À, vấn đề chính hiện nay đó là chúng ta đã chờ đợi để xem sao à, chúng tôi muốn chờ để xem ông à, ca à, chủ tịch hạ viện sẽ có quyết định quốc hội bởi vì nằm trong tay đảng cộng hòa sẽ quốc hội như thế nào như một thành viên đảng cộng hòa đang nằm trên thớt. <laughs> thưa quý vị ông Santos uh, uh, hiện nay đang bị giam giữ tại melville ở đảo long island ở bên new york cái chỗ đó là trụ sở của cái con fbi và người ta sẽ đưa ông ta đến tòa án ở Central Islip và ra tòa chiều ngày hôm nay tại một cái tòa án ở phía đông của New York. Cái vấn đề của cái ông này là như thế này. Đảng Cộng hòa hiện nay họ muốn lúc nào cũng giữ được con số 218 yeah. ghế tại Cộng hòa tại Hạ viện. Nếu mà bây giờ trút phế centers đó, tức là mất một ghế chứ đâu. Họ vẫn giữ nắm ra số đó chứ yeah, đâu, vâng. một, một, một thiểu số đâu nhưng mà khi ông Kevin McCarthy đã ông sợ nhưng mà đây mới là vấn đề yeah. nước Mỹ thời điểm này họ đặt giữa một cái giá trị đạo đức yeah. và một cái quyền lực của mình mm. thì họ chọn được con đường quyền lực họ bất chấp yeah. bởi vì tối ngày hôm qua tôi xem cả phía cộng hòa lên dân chủ có rất nhiều người lên tiếng yêu cầu rằng ông Kevin McCarthy yeah. phải triệu tập một yeah. phiên họp để đưa ra floor tức là đưa ra thảo luận khoáng đại đó để bỏ phiếu nhằm mục đích trục, trục xuất Người ta không thể nào Chấp nhận một cái gian người Ăn gian nói ừ. dối Với một cái thành tích bất hảo như vậy Mà đại diện cho 800.000 dân Tại cái khu vực bầu cử New York Ngày hôm qua Có rất nhiều người được phỏng vấn Họ nói như thế này Chúng ta sẽ dạy con cái chúng ta như thế nào yeah. Nếu mà chúng ta chấp nhận Một người đại diện Mà có đầy đủ những thành tích bất hảo như thế Dạ yeah ăn gian nói dối để ăn cắp của công này ăn cắp, yeah. cắp trách của tư nhân này, khủng luôn. đủ mọi thứ hết và bây giờ vẫn cưng cưng là một vị dân biểu liên bang, thì bây giờ quả yeah. banh đó là nằm ở trong tay đảng cộng hòa của ông uh, Kevin bên McCarthy. Nhưng mà nếu tòa án trong chiều ngày hôm nay mà họ đi tới một cái phán quyết là anh để có tội á, mà nó cầm tay thì theo anh anh thị biết về nó có một cái luật này nữa này. Yeah. Dân biểu nghị sĩ và ừ. tổng thống là những người mà khó thể giam giữ lắm nếu mà không có cái sự đồng thuận của cái cơ quan Đấy. Ừ. thành thử ra bây giờ mình chưa biết à, ngoại trừ cái tội giết người Tôi quyết định. Yeah, chứ phải. còn nếu ừ. mà cái trường hợp này mà kia bên Bắc mà cứ lì ra bởi vì muốn giữ 218 yeah. phiếu đó thì chúng ta không biết được rằng mai mốt này khi mà dạy con cái con cái nó yeah. bảo daddy look at the Uh, congressman centers in New York thì chúng ừ. ta trả lời làm sao? Ông Kevin McCarthy khi mà được chất vấn ông chỉ nói như thế này, ông sẽ ông sẽ xem xét có nghĩa là cùng thời điểm chúng tôi gửi đến quý vị cái tin tức này đã 13 tội danh đã quá rõ ràng rồi. Mà đây là công tố viên liên bang đã đưa ra rất là chi tiết và họ đã lấy thu thập đầy đủ các dữ kiện bằng chứng trong suốt thời gian qua giấy tờ mà chúng tôi đã từng đọc qua những cái giấy tờ này cho thấy là cái việc khai mà khủng khiếp lắm quý vị nhận bao nhiêu tiền về mà có những cái chi tiết ông ông chi ra đó dưới 2.000 Mỹ Kim ông để 1999.99 sen .99 nghĩa là dưới 2.000 thì không cần khai báo một loạt những cái chi tiêu đó trong đó các cáo trạng họ nói như thế này ông lấy tiền mà dựa vào cái tiền gây quỹ rồi dùng số tiền đó trả cho một công ty ma và dù rút ra mua chiếc xe mới trả góp rồi trả tiền chi tiêu ăn những nhà hàng rất sang trọng và trả chi tiêu trong lúc đang đại diện cho những người dân của ông à, ấy vậy mà ông chủ tịch hạ viện tuyên bố ông sẽ tức là ngay bây giờ thậm chí ông ngồi ông đọc hết coi ông ông xét xem những cái tội này có thực hay không và chờ đợi những điều gì nữa chẳng lẽ ông chờ đợi cho đến khi uh, Santos vô trong tù mà cái chuyện mà kiện cáo như thế này có thể kéo dài nhiều năm nữa chưa hết George Santos mới đây còn tuyên bố tôi tiếp tục tái tranh ừ. cử nhiệm kỳ tới thôi anh cái chuyện mà kết quả ông có được bầu hay không thì không biết lẽ đương nhiên là nhiều người ngàn phần trăm họ tin sẽ không bầu lại nhưng mà ông từng tuyên bố như thế này mục tiêu để làm dân biểu quốc hội đó chỉ cần một nhiệm kỳ hai năm thôi là ông có thể hưởng được lương hưu cả đời có nghĩa là phần còn lại đó không cần hưởng tiền trợ cấp gì thật nghiệp gì cả nội cái tiền hỗ trợ từ quốc hội đủ để nuôi sống của ông bởi vì ai cũng biết được trước khi làm dân biểu đó Santos có một cái đời sống rất là bê bối lừa đảo ngay cả những người đồng uh, sống chung với anh trong các tà nhà đó thiếu nợ nghĩa là dư chúa trộm và lừa đảo đủ hỏi hết nhưng mà có được cái tài đây là cái tài thuyết phục và lý do mà cử tri họ rất là bực bội bởi vì cuối cùng họ biết cái phiếu của tôi bỏ cho một người bất xứng mà tôi đã bị lừa đảo. Chúng ta đã nói nhiều lần nhưng mà vẫn phải nhắc lại bởi vì nó là cái gương cho những người khác. Tôi chỉ ước mong một điều là ông nghị sĩ John McCain còn sống. Đó là cái biểu tượng cho cái lương tri của những người đi làm cách mạng, giữ cái sự ngay thẳng chính trực. Ừ. Xin được kể lại dù đã nói rồi Nhưng mà vẫn phải nhắc lại ừ. Khi mà ông ra tranh cử với Tổng thống, ứng cử viên tổng thống Barack Obama đó, Thì trong một cái Tahoe meeting Tức là một cái buổi họp Với cử tri Có một bà đứng dậy chỉ trích ông Barack Obama Nói rằng không thể bầu phiếu Cho một cái ứng cử viên Mà không đè từ nước Mỹ Sinh từ một cái nước nào đó bên Trung Đông Đó là Barack Obama Ông John McCain đánh mặt lại chụp cái microphone ông đứng ngay giữa thao hôm, meeting ông bảo tôi nói với bà tôi ra tranh cử để nhằm mục đích thắng ông Barack Obama nhưng mà tôi không thể chấp nhận cho bà nói một cái sự kiện mà nó hoàn toàn sai sự thật như vậy Barack Obama là một người rất có tư cách là một người sinh ra tại nước Mỹ và chúng ta không được quyền nói những như ừ. thế điều như thế theo đó là cái tư cách của một người gọi là chính trực thành ra Donald Trump đó, thủ có lẽ một trong những người mà ông Donald Trump thù nhất ừ. là ông John McCain, yeah. bởi vì cái hình ảnh lịch sử của John McCain là khi người ta chỉ còn chờ cái phiếu của ông John McCain để có thể thông qua cái việc mà hủy bỏ cái đạo luật Obamacare đó, tất cả mấy truyền hình quay về phía ông John McCain ông bước ra, ông đứng ngay giữa thượng viện liên ừ. bang ông giơ tay, ai cũng nghĩ là ông bỏ phiếu thuận, ấy. Ừ. quay đồng xu, xong Chị ông lặng lặng ông đi vào. Ừ. Ngày hôm đó là một cái cú xét đánh đối với Barack à, đối với Donald Trump. Tôi chỉ mong những người như ông John McCain còn sống. Và bên cạnh ông thượng nghị sĩ cố thượng nghị sĩ John McCain đã ứng viên tổng thống thời ông Obama còn có một thượng nghị sĩ khác thẳng thừng đối đầu với Joe Santos đó là ông Mitt Romney của tiểu bang Utah thưa quý vị. Một lần khi mà trong việc mà Zelensky xuất hiện yeah. <laughs> trước uh, quốc hội đó Uh, khi mà George Santos cứ là giống như là ta đây nghĩa là muốn tiến vào giống như một hình ảnh uh, của uh, đại diện cho quốc hội thì Mitt Romney đã tuyên bố you not belong here <laughs> cá nhân anh không xứng đáng để có mặt ở tòa nhà quốc hội này và dưới mắt của bao nhiêu cử tri và những người dân biểu khác thì quá tệ hại đúng nhưng mà bây giờ mọi người đang chờ đợi xem quyết định của ông chủ tịch hạ viện Cathy có chuốt phế uh, cái quyền dân biểu của ông cho sáng tốt để tiếp tục làm việc ở quốc hội nữa hay không. Trong thời gian này thực sự ông chỉ mới bị truy tố thôi, chưa bị uh, kết tội. Ông vẫn có thể quay trở lại sau khi rời khỏi tòa án trong ngày hôm nay trở lại với cái cuộc bầu uh, bỏ phiếu bầu kế tiếp của hạ viện hoa kỳ có ai ngồi cạnh uh, santos không tôi tôi <laughs> đặt để vì tôi chắc là santos bước vô tôi đi ra khỏi phòng đó là phần tin tức nổi bật ngày hôm nay cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả và chia tay với anh đinh quang thái chào tạm biệt quý khán giả và anh hoàng trọng thị